Chiều ngày 8 tháng 10, đại diện công ty cổ phần bánh Driftrun cho biết đã tạm ngưng sản xuất mặt hàng bánh su kem cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Trước đó, Hội đồng chuyên gia của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn là nguyên nhân của vụ ngộ độc. Các chuyên gia đánh giá đây là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến phức tạp và khó nhận biết hơn so với các vụ việc trước đây. Có 19 trẻ phải nhập viện điều trị, một trẻ tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu vào đêm ngày 1 tháng 10. Có những trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights nhưng vẫn bị ngộ độc. Những người này có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Trả lời vấn đề thanh kiểm tra công ty cổ phần bánh Driftrun được triển khai ra sao, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công ty đã được thẩm định cấp lại giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Vào ngày 21 tháng 4, công ty này có tham gia sản xuất bánh trung thu trong dịp vừa rồi và cũng được kiểm tra. Ngoài ra còn có các đợt kiểm tra định kỳ hàng năm. Sau khi xảy ra sự việc ngộ độc hàng loạt, trong ngày 2 và 3 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, Công an Kinh tế và Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất công ty này. Hiện doanh nghiệp cũng mong làm rõ